Thủy Tiên sau tiết lộ quá khứ chấn động, Công Vinh vẫn một mực cưng chiều. Hai vợ chồng đi nghỉ dưỡng và cùng nhau tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư ngọt ngào. Mới đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ khoảnh khắc mà cô nhận thấy là thư giãn và hạnh phúc. Đây cũng là khoảng thời gian bà xã Công Vinh thoải mái nghỉ ngơi. Cách đây không lâu, cô bất ngờ chia sẻ trên một trang tạp chí về chuyện quá khứ buồn phải chịu nhiều tuổi hơn. Từng bị con trai của người chủ nhà lạm dụng tình dục nhiều lần lúc còn nhỏ. Câu chuyện khiến người đọc hiểu hơn về những nỗi buồn Thủy Tiên từng trải qua trong đời. Thủy Tiên thư thái, tự thưởng cho mình những ngày tháng êm đềm tại khu vực nghỉ dưỡng. Cô cùng ông xã Công Vinh đi du lịch trong thời gian cả hai vợ chồng rảnh rỗi. Sau những chia sẻ chấn động về quá khứ, Thủy Tiên cũng khẳng định cô chọn cách tha thứ để sống tốt cho tương lai. Cuộc sống của Thủy Tiên sau những ngày tháng cơ cực tuổi thơ là chuỗi ngày hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Người đẹp vẫn gợi cảm thu hút khán giả trong mọi sản phẩm âm nhạc. Dám bước qua ranh giới của sự tha thứ rồi thì cuộc đời này có gì mà quan trọng nữa. Cảm ơn những bất hạnh đã đến trong cuộc đời này để mình có thể mạnh mẽ vượt qua. Thủy Tiên nhẹ nhàng bước qua những đau khổ trong quá khứ bằng sự an lành trong tâm hồn. Có được thành công như hôm nay, Thủy Tiên trải qua không ít gian khó. Hiện tại cô là một ngôi sao của làng giải trí. Thủy Tiên vẫn thu hút hàng trăm khán giả với mỗi show diễn. Nữ ca sĩ vẫn gợi cảm hút hồn, bỏ mặc mọi thị phi. Chính người đẹp cũng tự nhủ về lối sống nhân quả trong cuộc đời. Thủy Tiên đưa ra nhiều triết lý sống rất ý nghĩa. Trưởng thành chính là dùng nụ cười để đối diện với mọi việc. Chuyện hôm nay là việc đại sự thì ngày mai đã thành chuyện nhỏ, nên biết buông bỏ cũng chính là một loại hạnh phúc, nữ ca sĩ viết. Người ta vẫn thấy Thủy Tiên chăm chỉ đi sự kiện, gợi cảm trong mỗi lần xuất hiện trước truyền thông. Cô và ông xã Công Vinh chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống. Cả hai có nhiều điểm chung khi trải qua gian nan khó khăn thời thơ ấu. Cuộc sống hạnh phúc đủ đầy của Thủy Tiên là đây. Cô thoải mái đi du lịch, mua sắm, làm việc để trở thành người phụ nữ thành đạt. Cô còn được ông xã tận tình chăm sóc, đưa cô đi sự kiện, ủng hộ vợ trong con đường sự nghiệp. Khi nói về những tâm sự trong quá khứ, Thủy Tiên chia sẻ, khi buông bỏ được gánh nặng thì chẳng chuyện gì là còn quan trọng. Đã trải qua tận cùng của sự ghét bỏ thì mới thấu hiểu được giá trị của yêu thương. Nếu không có khổ đau thì chắc chắn là người ta không thể nào thấu hiểu được giá trị của những tháng ngày hạnh phúc. Người đẹp ngày một gợi cảm hơn, ngay cả trong đời sống thường ngày. Với Thủy Tiên, người ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một duy nhất chốn để quay về, đó là gia đình. Thủy Tiên đưa ra nhiều triết lý sống rất ý nghĩa. Cuộc sống của nữ ca sĩ sau chuỗi ngày đau khổ của quá khứ tuổi thơ là điều xứng đáng cô được hưởng. Không chỉ là ca sĩ, Thủy Tiên còn là diễn viên người mẫu, cách xê của cô thuộc hàng cao trong các sao Việt. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, bà xã Công Vinh lại gây chú ý. Nữ ca sĩ cũng thay đổi nhiều kể từ quá khứ tới hiện tại. Trong các MV ca nhạc, Thủy Tiên không ngại diễn nhiều cảnh yêu táo bạo. Phản ứng của phóng viên nước ngoài khi thấy Phạm Băng Băng và Lý Nhã Kỳ ở Cannes 2017, hai người đẹp quyền lực của làng giải trí Trung Việt, liệu có gây sự chú ý đặc biệt đối với phóng viên nước ngoài hay không? Hai người đẹp đại diện cho làng giải trí Hoa ngữ và Việt Nam đã có màn xuất hiện hoành tráng và lộng lẫy trên thảm đỏ Cannes 2017. Nếu Phạm Băng Băng lần đầu tiên đến với Cannes với vai trò mới giám khảo thì Lý Nhã Kỳ cũng quyền lực không kém trong tư cách bảo trợ duy nhất đến từ châu Á cho liên hoan phim đình đám này. Với vị thế cũng như nhan sắc của cả hai, không biết liệu hai mỹ nhân có đủ sức thu hút ống kính của phóng viên quốc tế giữa hàng trăm người đẹp đến từ khắp thế giới. Những ngày đầu đến với Cannes 2017 với vai trò giám khảo, Phạm Băng Băng trở thành tâm điểm của truyền thông nơi đây nhờ nhan sắc xinh đẹp, đầm thắm, gu thời trang thanh lịch và đẳng cấp. Cô nàng thu hút sự chú ý đặc biệt với dàn phóng viên nước ngoài. Tuy nhiên khi bước trên thảm đỏ, đỏ sắc với hàng trăm mỹ nhân đình đám trên thế giới, lúc này Phạm Băng Băng có phần nhạt nhòa và lép vế hơn. Cô ít được các phóng viên nước ngoài chú ý hơn hẳn, có lẽ một phần cũng là vì bộ cánh hoàn hảo nhưng không quá nổi bật mà Phạm Băng Băng lựa chọn lần này. Vẫn như mọi năm, Lý Nhã Kỳ là đại diện Việt Nam hiếm hoi, khiến cánh phóng viên quốc tế đặc biệt lưu tâm. Cô đi đến đâu cũng có nhiều ống kính hướng về phía mình, thu hút nhờ thần thái và khí chất sang chảnh. Lý Nhã Kỳ đã khá thành công trong việc thu hút sự chú ý của truyền thông. Bộ cánh sang trọng của Lý Nhã Kỳ cũng là điểm nhấn cho lần xuất hiện này. Đương nhiên, hai mỹ nhân châu Á khó lòng mà so bì được với các người đẹp nổi đình đám. Hay con gái của Johnny Depp với hàng trăm ống kính hướng về phía mình mọi lúc mọi nơi.
tái xuất sau khi bị kêu gọi tẩy chay, Hương Giang Idol toát mồ hôi vì mọi người đối xử thế này. Dù đã được nghệ sĩ Trung Dân chấp nhận lời xin lỗi, liệu công chúng có tha thứ cho Hương Giang Idol? Mới đây, Hương Giang đã vướng phải một scandal kinh khủng nhất từ lúc bước chân vào làng giải trí. Cụ thể, trong một game show, cô đã có những lời lẽ không đúng mực với bậc tiền bối là nghệ sĩ Trung Dân. Không chỉ nghệ sĩ Trung Dân, hàng loạt sau việc khán giả cũng lên tiếng chỉ trích Hương Giang Idol vì cách ứng xử thiếu văn hóa của cô nàng chuyển giới. Sau đó, người đẹp Hà Nội còn sốc hơn nữa khi bị làn sóng kỳ thị giới tính kêu gọi tẩy chay ập xuống đầu. Hương Giang Idol đã mất tinh thần thật sự. Trong những ngày đó, cô đóng hoàn toàn các tài khoản mạng xã hội, bạn bè cũng không thể liên lạc được. Tuy nhiên, nghệ sĩ Trung Dân sau đó đã chia sẻ một đoạn clip chấp nhận lời xin lỗi của hậu bối. Cùng với đó, thì những chỉ trích cô gái trẻ tuổi này cũng đã phần nào lắng xuống. Tối qua, phóng viên của báo đã ghi được hình ảnh đầu tiên của nữ ca sĩ chuyển giới này tái xuất sau ồn ào. Hương Giang đi biểu diễn ở một quán bar, dù được trang điểm kỹ nhưng thần thái vẫn chưa vui tươi như trước. Người đẹp mặc bộ zoom suit kẻ, phần ngực xẻ đến rốn khoe vòng một ngồm ngộm hút mắt, dù bị kêu gọi tẩy chay. Nhưng có thể thấy, Hương Giang Idol vừa xuất hiện thì đã có rất nhiều ống kính vây quanh. Hơn nữa, lúc cô biểu diễn vẫn được khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Sau lần này, chắc chắn Hương Giang đã rút được bài học kinh nghiệm sâu sắc trong cuộc sống, cẩn thận hơn trong mọi phát ngôn. Được mọi người vây kính nên Hương Giang cũng phấn khởi hơn. Bộ trang phục giúp Hương Giang khoe vòng một sexy, cô diễn rất sung sức, thậm chí còn tháo cả giày để nhảy. Sau làn sóng tẩy chay, Hương Giang chắc cũng sốc vì mình vẫn được chào đón nhiệt tình đến vậy. Cô ăn mặc rất sexy và thu hút được sự chú ý của mọi người, khán giả thi nhau chụp ảnh của Hương Giang Idol. Nghi án lộ diện tình mới của Bảo Duy, ăn đứt Phi Thanh Vân về khoản này. Chồng cũ của mỹ nhân họ Phi khoe loạt ảnh vào cuộc trò chuyện giữa đêm với một cô gái đặc biệt. Ít tháng sau khi ly hôn, chồng cũ Phi Thanh Vân đã úp mở khoe với mọi người về một nhân vật đặc biệt được cho là bạn gái mới. Trên trang cá nhân, Bảo Duy kể, giờ này Việt Nam là 3 giờ, bên Úc là 6 giờ, bạn ấy không ngủ mà bạn ấy cứ điện thoại suốt à, bạn ấy gửi hình hỏi có đẹp không, không biết trả lời sao luôn. Vài ngày trước, Bảo Duy đăng tải hai bức ảnh cùng caption, con tim đã vui trở lại khiến bạn bè anh đều xôn xao. Đây chính là người tình tiếp theo của chồng cũ Phi Thanh Vân, cô nàng hiện đang sinh sống tại Úc. Quanh Thùy sở hữu gương mặt hao hao bà xã ca sĩ Đan Trường Thủy Tiên, các đường nét khả ái duyên dáng và khá phúc hậu. Khoảnh khắc gợi cảm của người phụ nữ này, so với Phi Thanh Vân, người mới của Bảo Duy trông tự nhiên thanh thoát hơn hẳn. Xét về số lần thẩm mỹ và độ ăn mặc táo bạo, thật khó tìm được ai có thể qua mặt mỹ nhân họ Phi. Ngoài ra, chồng cũ Phi Thanh Vân cũng đăng tải dòng status thể hiện thái độ về sóng gió hôn nhân vừa qua. Lúc này, chỉ suy ngẫm lại những gì đã trải qua, cảm thấy hơi chạnh lòng và trong lòng có chút phiền muộn, tự hứa cố gắng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa. Từng bị chê chặt chém khách hàng, còn đây là tình trạng của quán ăn Trường Giang ở hiện tại. Quán ăn Trường Giang từng bị chê cơm quê mà giá thành phố. Vài tháng trước, quán ăn của Trường Giang vừa bắt đầu đi vào hoạt động, nhưng đã vấp phải nhiều sự phàn nàn của thực khách về giá cả, chất lượng món ăn, cũng như thái độ của nhân viên phục vụ. Theo nhiều người, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, thì quán ăn chỉ có thể đông khách thời gian đầu nhờ vào danh tiếng của Trường Giang nhà Phương, chứ để duy trì lâu dài thì sẽ rất khó. Ghi nhận ý kiến của thực khách. Đến thời điểm hiện tại, cơm quê mười khó đã có sự thay đổi rõ rệt, khiến ai cũng bất ngờ. Khi mới khai trương được vài tuần, quán ăn Trường Giang chỉ nhận được đánh giá 2 trên 5 sao từ những review của thực khách, một con số dưới trung bình đáng lo ngại. Các ý kiến chia sẻ trên Facebook cho rằng đồ ăn của nhà hàng không ngon, giá đắt, thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp. Bữa cơm quê đơn giản nhưng có giá cắt cổ được đăng tải trên mạng khiến ai cũng hoang mang. Tuy nhiên sau đó, đại diện quán ăn của Trường Giang đã lên tiếng giải thích, thực chất bữa ăn trên chỉ có giá 355.000 đồng chứ không phải 600.000 đồng. Trước những ý kiến phàn nàn, chê cơm quê mà giá như thành phố, nhân viên cũng khó như cái tên, quán ăn Trường Giang gửi lời xin lỗi mọi người và hứa sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót để phục vụ thực khách tốt hơn. Mới đây, sau 2 tháng đi vào hoạt động, cơm quê mười khó đã nhận được nhiều lời khen ngợi về chất lượng món ăn, giá thành hợp lý.
Hiện tại, Cơm Quê Mười Khó đã nhận được đánh giá 4,3 sao thay vì 2,2 sao như lúc mới khai trương. Hàng loạt nhận xét tích cực cho thấy quán ăn Trường Giang ngày càng phục vụ tốt hơn. Nhận được những lời khen thế này, chắc hẳn danh hài xíu khoản phải nứt cả mũi. Món thịt xá xíu cuốn bánh tráng Đại Lộc từng bị chê đắt vì leo teo vài miếng thịt thì nay đã đầy đặn ăn no nê hơn. Một tô mì Quảng to ú ụ kèm nước uống cũng chỉ 65.000 đồng. Review của thực khách về món ăn khiến ai cũng muốn một lần ghé thăm Cơm Quê Mười Khó. Không chỉ chú trọng chất lượng món ăn, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, niềm nở hơn mà quán ăn Trường Giang còn tạo các combo giá rẻ hợp túi tiền, bởi vậy thực khách đánh giá tốt hơn là điều dễ hiểu.